Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì đây là em cá chiên panda của mình. Hiện tại thì em nó vẫn đang phải ở một mình các bạn. Lý do tại sao? Tại vì mình có ghép một số con cá khác vào ở chung với con cá chiên panda này rồi. Tuy nhiên là không thành công. Con này nó rất là dữ nha. Rất là dữ. Nó đi mút nhớt những con cá khác đấy. Ví dụ như mình bỏ con cá lóc vào á, là nó mút nhớt con cá lóc. Bỏ cá tai tượng vào là nó mút nhớt cá tai tượng. Rất là hung dữ và rất là quá đáng luôn các bạn. Mình lùa nó ra cho các bạn xem này. Hey man. Man rất là tăng động luôn. Để hôm nào mình bắt con cá chê này với con hồng vĩ lên đo kích thước thì cho các bạn xem kích thước của hai con cá này tầm khoảng bao nhiêu nha, xa bao nhiêu nha. Thì hôm nay mình sẽ cho con cá chê này ăn các bạn. Cá chê ăn. Có một điểm lợi khi chúng ta nuôi cá chê đó chính là tụi cá chê này nó ăn được đầu tôm các bạn. Nó biết lựa đầu tôm ăn á. Thế nên những thức ăn mà mình cho cá hồng vĩ hay là cho tụi cá tai tượng hay là cá la hán thì mình chừa cái đầu cho con cá chê này ăn được. Nó ăn phần đầu được và nó ăn cả những cái con cá chết luôn các bạn. Rất là đa năng và rất đa năng và ăn rất là tạp các bạn. Đây mình thả một miếng ở đây cho các bạn xem. Mình thả hai cái đầu tôm vào đây cho các bạn xem nó ăn như thế nào này. Rồi. Cái con cá chê này nó khả năng đánh hơi nha các bạn. Đánh hơi cực kỳ tốt luôn. Hiện tại thì nó đang trốn trong cái lọc rồi. Rồi đợi một chút xíu nữa là nó sẽ ra luôn đấy các bạn. Còn đây em cá la hán thì mình đã thiết kế cái gương kè như thế này cho nó đây. Đó các bạn thấy không? Mình kẹp một cái kẹp vào đây, nối thòng lòng cái gương xuống và cái gương nó sẽ như thế này. Và con la hán nó sẽ nhìn vào cái gương nó kè. Rất là vui luôn các bạn. Và bây giờ em nó đã có một cái kính để kè rồi. Và ngày nào nó cũng kè vậy đó. Càng kè thì cái đầu nó càng kích thích lên và đầu nó sẽ to lên các bạn. Và người nó sẽ đỏ ra. Rất là đỏ luôn. Đó. Đấy, các bạn thấy nó đánh mùi chưa? Con cá chê nó đánh hơi được rồi đấy. Nó đánh hơi được thức ăn nha các bạn. Nó cảm nhận được trong nước có thức ăn. Đó. Và nó đã tới và nó ăn mất cái đầu tôm rồi. Thính lắm, con này thính phải biết các bạn. Nó cảm nhận được mùi của thức ăn, nó cảm nhận được thức ăn ở đâu. Và nó đã tới mà nó sơi luôn. Đây là những cái vỏ tôm ngày trước nó ăn nè. Đây những cái vỏ tôm ngày trước nè. Đây chúng ta qua cận cảnh hơn. Cũng rất là đề phòng nha các bạn. Rất là thông minh, đề phòng mình luôn. Chỉ cần mình lơ là một chút xíu thì nó sẽ ra thức ăn. Còn mình tập trung vào nó thì nó sẽ lại không ăn nữa. Ok, mình sẽ lùi sang bên này một chút xíu để cho nó khỏi sợ các bạn. Mình sẽ quay lén ở đây cho nó đỡ sợ. Nó khá là dè chừng con người. Con này mới đầu mua về nó hơi nhát. Có lẽ mình nên tạo chấn động cho nó quen đã các bạn. Mình tập cỏ cho nó quen. Đây cưng. Mm-hmm.
Này cưng, tới ăn đi. Rồi ok, hôm nay ưu tiên cho mày một một con tôm luôn. Hôm nay quay clip thì tao ưu tiên mày một con tôm luôn. Đấy, tới ăn đi. Khá là khôn, không dám tới gần luôn các bạn. Rất là đề phòng mình. Nè, chỗ này này nè. Các bạn có thấy da của nó không? Nó nhăn nhăn như là da người vậy đó các bạn. Và không, trắng bóc luôn. Trắng bóc và rất là mịn các bạn. Nhìn mịn lắm. Rất là mịn và rất là đẹp. Đấy, cậu bắt đầu tới sơi đấy. Đã đói còn mày đặt làm màu. Mình cho nó nhìn đói 2 ngày rồi đấy. Giờ nó chắc nó rất là đang là rất là đói rồi. Tôi nhìn còn đang làm màu với mình đấy. Đang làm màu. Rồi trong lúc chờ đợi con cá chê ăn thì mình sẽ cho con cá la hán ăn nha các bạn. Đây cho mày nè. Khá là nhát người. Ui giời, nó giấy kìa, nó giấy cái đầu tôm kìa các bạn. Nó giấy cái đầu tôm này, nó lột cái phần vỏ ra. Và nó chỉ ăn cái phần bên trong thôi. Nên nó để phần vỏ lại. Rất là khôn. Thì nó có những cặp râu các bạn. Những cặp râu của nó sẽ giúp định vị thức ăn và định vị mồi. Ví dụ như các bạn thả miếng ăn xuống là tõm xuống hồ nước một cái thì cái râu nó sẽ định vị những cái tần số rung động trong nước đó các bạn. Và nó biết được vị trí của miếng ăn ở đâu. Rồi nó vẫn đang thực hiện tiếp tục cái màn ăn ngấu nghiến của mình. Và cái vây đuôi của nó khá là đẹp các bạn. Vây đuôi của các con cá chê panda này mình đánh giá là khá là đẹp. Bộ vây rất là dài và rất là thẳng. Hy vọng thì sau này nó sẽ sống chung với cựu sừng được. Nói mua cựu sừng lâu lắm mà mình chưa mua các bạn. Đây, cho em la hán thêm một con nữa. Tuy nhiên sở hữu thân hình của mình khá là to nhưng mà miệng con cá chê này nó rất là nhỏ các bạn. Nó không giống như con hồng vĩ. Con hồng vĩ thì cái đầu của nó to hơn cả cái thân của nó cơ và nó có thể ăn những cái miếng mồi rất là to. Con này chắc là dài tầm con hồng vĩ nhưng mà ăn rất là nhỏ này các bạn thấy miệng nó không? Chút xíu à. Miệng nó rất là nhỏ. Thế nên là việc thức ăn quá to thì con cá chê này sẽ không ăn, con cá chê này sẽ không ăn được. Các bạn một là cắt nhỏ hoặc là thức ăn mềm thì con cá chê này mới ăn được nha các bạn. Nó cũng thích ăn thức ăn hạt chìm nha. Rồi, chắc có lẽ mình để nó đi và tự nó sẽ biết cách ăn các bạn. Bản năng sinh tồn của nó mà. Nó sẽ tự biết, nó đợi con tôm mềm lên một chút xíu nữa thì nó sẽ tự dứt ra. Đấy. Thôi, video hôm nay của mình tới đây kết thúc. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như like video để tiếp tục theo dõi những video sắp tới. Bye bye.